kìa ban mai trong vắt, xung quanh vẫn như bao ngày, vẫn nổ bánh mì nhấp một chút cà phê. Dạo quanh trên con phố, nơi đây là bao vui buồn, một chút ngây ngô ta yêu Sài Gòn đến lạ. Tình yêu của tôi là vậy. Còn cô gái bé nhỏ này thì tình yêu của cô bé lại là những câu chuyện mà tôi đã kể về một thiên đường cổ tích của thiên nhiên và muôn loài. Cô bé có một ước mơ lớn, đó là được một lần khám phá về thế giới ấy, được chạm vào những chú chim rực rỡ muôn màu, được chơi đùa cùng những chú hươu cao cổ dễ thương và tận mắt nhìn ngắm chúa tể muôn loài. Ước mơ đó sẽ là món quà mà tôi dành tặng cho cô em gái bé nhỏ của mình. Ở đây có những con người chiều mến, những chốn mơ đầy lưu luyến, những ký ức ghi dấu không thể quên. Ở đây du khách phương xa tìm đến để thấy những nét kiều diễm của đất nước ta trên khắp mọi miền. Ở đây sẽ thấy quê quần êm ấm bên gia đình bên người thân, để cho tình yêu sẽ mãi ngập tràn. Là đây thiên đường nghỉ dưỡng Việt Nam, từng sự chăm sóc ân cần làm mọi lo âu ra biến tan, dành hết tâm huyết vì hạnh phúc bao người, để ngày mai bước lên thêm một tầng cao mới. Bao nhiêu năm cống hiến tiên phong luôn dẫn lối, tận sâu trong ta muốn nói tự hào nụ cười viên vời cho ta con. Thử cho nó ăn đi, cho nó ăn đi em, từ từ thôi. Thích quá hai ơi, ở đây chúng không còn bị bắn giết nữa. Ừ, các loài động vật ở đây á, lúc nào cũng được bảo tồn hết á. Chú sẽ có một cuộc sống thật là an toàn, nhưng mà lại gần gũi với thiên nhiên nữa, như vi thấy nè. Nhưng những người đó thật đáng quý, ha ha ha. Họ có lòng yêu thương động vật vô cùng. Vi muốn cảm ơn các cô, các chú làm ở công viên này, vì họ đã giúp bạn của Vi. Vi muốn sau này sẽ như các cô chú ấy. Vi sẽ giúp những người bạn này để chúng có một cuộc sống thật tốt đẹp đó hai. Út của hai giỏi quá hả? Vậy đó, tôi luôn tin rằng một hạnh phúc lớn đôi khi bắt đầu chỉ bằng một tình yêu nhỏ. Vinpearl Safari, vùng đất bảo tồn động vật hoang dã.